Dùng vía, tiếng Trung phải nói sao? Trên TikTok, YouTube và Facebook có nhiều thầy phiên dịch là Trán xì chi. Không phải là sai nhưng mà cũng không đúng lắm. Dùng vía sẽ sử dụng trong 3 trường hợp. Thứ nhất, khi người ta có chuyện may mắn xảy ra, ví dụ như trúng số tháng trước hoặc là đầu một cuộc thi nào đó. Tiếng Việt mình sẽ nói dùng vía để xin một chút may mắn của người ta. Nhưng trong văn hóa người Hoa, khi một người nào đó gặp được chuyện may mắn, cách mình cho người ta xin vía thường là rửa, tức là mời người ta ăn cơm hoặc là cho bao lì xì. Cho nên khi các bạn nói "让我沾沾喜气", thì có nghĩa là kêu người đó rửa. Nếu các bạn chơi quen với bạn kia thì nó sẽ cảm thấy là hơi bất lịch sự. Cho nên thông thường mình chỉ nói "恭喜你" thôi. Trường hợp thứ hai là sau khi mình nói mình rất là may mắn, chưa bao giờ bị gì đó. Ví dụ, trong việc tôi chưa bị công an bắt, trong việc tôi chưa bị Covid. Trong trường hợp như vậy, tiếng Trung thì không có gì được. Nhưng các bạn có thể nói "cảm xe lão thiên yế bảo yô" để chẳng bị xui. Ví dụ, "cảm xe lão thiên yế bảo yô, 我还没得新冠肺炎。感谢老天爷保佑，我还没被公安抓过。Nếu các bạn quên nói "cảm xe lão thiên yế bảo yô" thì có một cách để giải quyết. Đó là dùng tay để tự tắt vào mình mấy cái để phạm mình nói chuyện sẵn xí. Trường hợp thứ 3 là khen con. Ở Trung Quốc hoặc Đài Loan, mình không có ngày khen con của người ta. Cho nên các bạn cũng khỏi nói chồng vía, cứ khen bình thường thôi. Tuy nhiên, có một số gia đình bảo thủ sẽ tránh khen con của mình để tránh con tương lai bị hư. Nhưng cũng không có ảnh hưởng nhiều đến khen con của người ta. 你学会了吗? 追踪丁花哈哈, 学习最道地的中文.